16 giờ 10 phút chiều nay ngày 26 tháng 5, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tập huấn và thi đấu các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022. Trước giờ lên đường, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn đã tới khách sạn tiễn đội. Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn đã dành thời gian thăm hỏi, động viên các tuyển thủ giữ sức khỏe, tập luyện thật tốt để sẵn sàng cuộc đua tranh vé vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Bắt đầu từ 14 giờ, các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có mặt tại sân bay. Các học trò thầy Park đã trải qua hơn 2 tuần tập luyện tại Hà Nội để hướng tới vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G, được tổ chức tập trung tại UAE. Hơn 1 năm không thi đấu quốc tế, nhiều thành viên đội tuyển quốc gia cảm thấy hào hứng, xen lẫn cảm giác hồi hộp. Sau chuyến bay dài gần 7 giờ đồng hồ, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có mặt tại UAE vào lúc 19 giờ 40 giờ địa phương, tức 22 giờ 40 giờ Việt Nam.